Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát dẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cải trâu. Nghe lời bài hát tháng 3 Tây Nguyên mà sao cảm thấy yêu cái vùng đất đầy nắng gió này đến thế. Trên mảnh đất Tây Nguyên ba gian màu mỡ, Buôn Ma Thuột được xem là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Nơi đây được ví như thiên đường của thứ thức uống làm mê hoặc lòng người. Đó chính là cà phê. Tới Buôn Ma Thuột vào tháng 3, du khách sẽ được ngập chìm giữa một rừng cà phê trắng tinh khôi, bao la giữa đất trời, vùng núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Không phải ai cũng có dịp đến và mục sở thị những khu rừng cà phê nở trắng tại Ban Mê, Đắk Lắk. Đến đây vào đúng dịp, bạn sẽ được ngắm mùa hoa cà phê trắng nở rộ trên khắp các con đường vào các buôn làng. Hướng tầm mắt về phía xa xa, ta sẽ thấy được những ngôi nhà sàn của đồng bào Ê Đê. Tuy mộc mạc đơn sơ, nhưng chất chứa trong nó là cả một nền văn hóa lâu đời. Được phản chiếu bởi ánh nắng nhẹ nhàng tinh khiết của những ngày cuối xuân, xen lẫn những bông cà phê trắng tinh khôi là bức tranh tuyệt vời của tạo hóa đã dành cho vùng đất này, khiến ta có cảm giác khung cảnh xung quanh tự nhiên đầy thi vị. Hoa cà phê không chỉ đẹp hương thơm nồng nàn, mà còn chất chứa trong đó cả một tiềm năng vô cùng lớn về kinh tế. Chỉ cần nhìn vào số lượng hoa cà phê nhiều hay ít, người dân nơi đây có thể đoán trước được kết quả của mùa vụ, năng suất có đạt hay không. Người dân nơi đây sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp và cây cà phê chính là vũ khí chủ đạo đem đến nguồn lợi kinh tế cho họ. Và hoa cà phê cũng đem lại thu nhập đáng kể cho người nuôi ong lấy mật trên mảnh đất này. Nơi đây còn là điểm đến lý tưởng cho các đôi uyên ương. Đến với Buôn Ma Thuột mùa hoa cà phê nở trắng xóa, cặp đôi uyên ương có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên với màu hoa cà phê trắng thuần khiết, tạo bầu không khí vô cùng lãng mạn, yên bình và trong trẻo. Dường như thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho mỗi vùng miền một nét đẹp đặc trưng riêng, để rồi tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Hơn nữa, đây cũng có thể là địa điểm tạo nên những bộ ảnh đẹp mê hồn của các đôi uyên ương, mà không phải nơi đâu và mùa nào cũng có. Không rực rỡ như hoa hướng dương, cũng chẳng kiêu sa như nàng hồng, chỉ khiêm nhường với cánh mỏng manh, với màu trắng thuần khiết nhẹ nhàng. Hoa cà phê không chỉ dâng mật ngọt cho đời, mà còn kết nên trái thơm từ tinh túy của đất trời để dâng hiến cho loài người cái vị đáng dịu êm kích thích và mê hoặc lòng người.